Cái này là cái ốp để mà gác cái đồ đỡ của cái phần căn đồ này. Rồi cái bài xà đơn là một cái bài mà tăng chiều cao và tăng độ rộng cơ lưng xô rất là tốt. Nên đây là một cái khung xà đơn mà nó nằm trong phần nha. Rồi đầu tiên là cái khung này nó sẽ có cái phần nắm. Hai cái này là hai cái bắp thép dài 10 ly để bắt vô cái khung bầu đất gánh đồ nó đang đỡ nằm ở kia kìa. Rồi tiếp theo là cái độ này tại sao cái ống này nè là sắt phi 34. Phi là cái đường kính của nó là 34 ly. Tại sao nó cần phải 34 ly mà nó không phải là 27 ly? 27 ly nó rất là nhỏ. Ví dụ như cái tay nắm là nó nhỏ vậy. Đây. Các bạn có thể thấy có khá là nhiều nơi người ta làm cái tay nắm nó nhỏ gì. Khi mà tay nắm nó nhỏ gì á, cái lực mà các bạn khi mà các bạn hít xà đơn á, nó sẽ dồn vô cái lực ngón tay và cái xương cẳng tay của bạn nó tì lên trên cái diện tích tiếp xúc nhiều. Bạn sẽ mau mỏi cái chỗ đó. Bạn hiểu không? Nên cái tiêu chuẩn bàn tay của người Việt Nam mình với chiều cao của mình cỡ 1m8 á. Và mình quân mọi người anh em giới phi nắm phải là cái loại to gì đó. À, để im nào. Thấy cái ống này nó to không? Phi 34 nè. Rồi, thiết xà đơn rất là tốt. Rồi, tại sao nó lại có cái hình thù như vậy? Bởi vì á, ví dụ như các bạn hình dung bây giờ cái bát này bát lên cao đi đúng không? Đó, thiết nắm gì, thiết kéo. Kéo gì là đập cơ lưng rộng nè. Khi thiết xà đơn kéo lên, nó xây dựng cơ lưng rộng ở hai phần phía bên. Rồi một cái biến thể nữa là chúng ta sẽ cầm hẹp vô trong về chúng ta hít. Rồi nó sẽ xây dựng cái nhóm cơ phần lưng ở giữa và một ít cơ cầu vai. Rồi một cái biến thể nữa là chúng ta sẽ cầm rộng gì chúng ta hít đó, hít vô gì nó phần vô phần lưng giữa khá là nhiều đó, hít lên gì. Rồi cũng nhiều biến thể khác là chúng ta sẽ cầm nắm gì để chúng ta hít hoặc là nắm hẹp gì đó để nó vô phần lưng giữa. Rồi cái một khung xà đơn tiêu chuẩn mà đã tập được nhiều quá nó phải có cái hình dáng như thế này. Rồi từ rồi xem lại cái thứ hai. Đây từ bên này qua bên này kích thước tiêu chuẩn của nó là 97 cm. Tại sao kích thước tiêu chuẩn của nó là 97 cm? Thì chúng ta phải phân tích cái chỉ số góc cạnh của cái tỷ lệ khung cơ thể, nghĩa là cái cơ thể của bạn khi mở rộng hai tay gì cái khoảng cách từ đây đến đây đó là 97 cm. Đó thì khi đó cái tay của bạn nó không có quá rộng mà nó kéo vừa, nó xây dựng cái cơ lưng xô động. Rồi nhưng mà nếu mà cái tay của bạn rộng hơn gì bạn kéo mà không có thế bạn kéo mà nó không mất sức, nên cái tiêu chuẩn cái kích thước từ bên này đến đây á nó rơi vào khoảng tầm đúng 1m là vừa. Đây đúng 1m à. Yeah. Đúng 1m nè, thấy không? Đó. Rồi. Đó là lý do mà có cái bộ khung này. Thì cái này là đang do mình sản xuất, thiết kế toàn quyền của Đài Loan Fitness nha. Đó, cửa hàng bên mình đang hàng kìa. Rồi cái này là bằng sắt rất là dày và rất là to. Nên để mà ưu tiên cái việc mà tập nặng, tập là muốn lên cơ phải tập nặng vậy đó. Đó. Cái này không phải nâng đâu, cái này nó bắt lên cái khung cái lỗ bắt ốc vậy nè. Cái lỗ này sẽ bắt ốc phi 12 ly. Đúng rồi. Lỗ này là lỗ khoan phi 14 nè, trên cái thép dày, thép la dày 8 ly để bắt ốc phi 12 ly để sau khi khoan vô sẽ bắt lên. Cái này ốc luôn nè, thấy không? Đó nhìn mẹ nè. Đó. Đẹp trai không? Mà đẹp trai nè. Đó sáng chân nè, thấy không? Da sạch mụn nè. Đó, đang ở dưới sắt nữa nè, con đi về. Rồi, ngày mai cái này sẽ xong mình sẽ bắt lên cho các bạn xem nha. Thôi sẽ quát đi. Này là sao sao quá cái này hả? Đẩy lên hả? Cái này nó bắt lên thích xà đơn. Rồi ok, kết thúc video ở đây nha, về khóa học và hướng dẫn cách thiết kế khung xà đơn và kích thước. Rồi xin gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo.